Quậy phá tuổi thơ phần 104. Ta sẽ diễn một vở kịch. Chúng ta sẽ tập diễn cô bé Hoàng. Có thằng em tham gia à? Thì mình sẽ đi thăm bà của mình. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hoàng hô Peppa. Đọc chỉ vậy thôi làm gì vỗ tay. Tất cả phụ huynh đã tới để xem vở kịch. Những phụ huynh khác không có ba luôn, chỉ toàn mẹ. Ta là chó sói xấu xa đây. Giỏi lắm Danny à. Ôi trời, Danny đã quên phải nói gì tiếp theo rồi. Bà ơi bà. Chắc cái này biểu diễn chơi thôi. Của con vậy? Sao mắt của bà to quá? Sao rắn của bà to thiệt? Ngươi không phải là bà của ta. Ngươi chính. Heo Peppa diễn giống này. Bà rồi. Cảm ơn. Cảm ơn bác thợ săn. Quang hô. Biểu diễn có như vậy à?